sang hàng đẳng thức thứ năm là lập phương của một hiệu. Tức là A trừ B lập phương. Phần này để tìm ra hàng đẳng thức này các con cũng đã tìm ở phần bài tập cô cho rồi. Người ta chỉ ghi kết quả thôi. Bằng A lập phương trừ đi 3 A bình phương B cộng 3 AB bình phương trừ B lập phương. Cách thứ hai là từ lập phương của một tổng ta chỉ việc thay là A trừ B lập phương thì bằng A cộng với trừ B. Sau đó chúng ta cũng có được kết quả này nhé. Cách nhớ thì các hạng tử của nó, cách nhớ chúng ta viết giống như là ở lập phương của một tổng, còn riêng dấu thì ở lập phương của một hiệu thì dấu là đan chéo nhau, cộng trừ đó ạ. Bây giờ ta đi vào ví dụ 1. Điền vào chỗ trống để được đẳng thức đúng. Điền vào chỗ trống để được đẳng thức đúng. Câu A. 8x mũ 3 cộng chấm chấm cộng chấm chấm cộng 125 y mũ 3 bằng mở ngoặc chấm chấm. Cộng với chấm chấm mũ 3. Điền vào chỗ trống để được đẳng thức đúng. Thế là vế bên phải là có lập phương của tổng hai hạng tử, còn vế bên trái này là có 1, 2, 3, 4 hạng tử mà toàn số cộng cả. Có phải không ạ? Vậy thì chúng ta hãy nghĩ đến là gì? À, lập phương của một tổng ba hạng tử mũ 3 đây thì ta sẽ viết được đây là 2x đóng ngoặc mũ 3. Và ở đây ta sẽ viết được là 125 chính là bao nhiêu? 5y mũ 3. Khi viết như vậy rồi thì hai cái chấm này chúng ta đã viết ngay được đây chính là gì? 2x cộng 5y mũ 3. Và để đơn giản thì chúng ta chỉ việc áp dụng công thức thuận ở cái này ra thôi. Đó. Mũ 3 đây rồi thì vậy đây phải là cộng với 3 nhân với lại gì? 2x mũ 2 rồi nhân với 5y. Rồi cái cộng tiếp theo này chính là gì? À, 3 nhân với 2x nhân với 5y bình phương. Chỗ này tôi viết lại một chút để cho nó vừa nhé. Lui ra ngoài này. Đây chính là 2x đóng ngoặc mũ 3. Còn đây là 3 nhân với lại gì? À, 2x bình phương nhân 5y. Và chấm chấm này chính là gì? 3 nhân với 2x nhân với 5y bình phương. Đấy. Sau khi xác định được AB rồi thì ta biết các hạng tử. Và cuối cùng ta lại viết lại đây là 8x mũ 3. Cái hạng tử thêm vào ở đây ta phải sử dụng vĩ thừa trước. 3 nhân với lại 2 bình phương là 4x bình phương nhân 5y cộng với 6x nhân với 25y bình rồi cộng với 125y mũ 3.
Thế vào bước cuối cùng ta mới gạch chân cái chỗ chấm chấm. 3, 4, 12, 12 nhân 5 là 60. X thì bình phương y chấm chấm thứ nhất. Cái chỗ chấm thứ hai chính là 6 nhân với 25 chính là 100 gì? 50 x thì y bình. Chấm thứ hai cộng với 125 y mũ 3 bằng 2x cộng 5 y mũ 3. Khi làm bài và điền vào chỗ trống thì các con phải trình bày đủ cho cô các bước như thế này nhé. Chứ đừng viết mỗi cái đáp số này ra ngay. Đó chưa nào? Sao cô B? Hai mươi bảy x xì mũ ba hai bảy x xì mũ ba trừ đi 108 x xì bình phương y cộng chấm chấm trừ chấm chấm bằng mở ngoặc chấm 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 trừ chấm 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 đóng ngoặc mũ 3. Thì câu 3 này nó ngược lại với câu trên kia về các cái dấu. Đây là dấu trừ, vậy người ta hiểu đây là lập phương của một hiệu. Mà lập phương của một hiệu thì dấu đan chéo nhau, thì đây là cộng trừ, đúng rồi. Vậy thì vấn đề ở đây ta phải đi xác định được xem B là cái gì. Có phải không ạ? Đây là A là cái gì? À, 27 x xì mũ 3. Vậy thì ta sẽ biết đây chính là thế 3 x xì mũ 2. À mũ gì? Mũ 3. Đây là mũ 3 rồi, x xì đây là mũ gì? Mũ 3 đây rồi. Đây là có bình phương đúng không ạ? À, vậy ta đã xác định được cái A ở đây chính là 3x. Vậy ta điền vào cái thứ nhất đây, chỗ này chính là gì? 3x. Có đúng không ạ? Thế mà ta dựa vào cái hạng tử này để ta tìm được xem là cái B là cái gì? Thì ta viết ra ngoài nhá. 108 đây nhá, đây 108 x xì bình phương y thì phải viết được bằng 3 nhân với x nhân với lại gì? À, nhân với 3 x xì bình phương. Còn nhân với cái y ở đây là bao nhiêu thì nó có cái y ở đây và ta phải đi tìm xem cái hệ số này bằng bao nhiêu để khi mà ta nhân vào nó ra hệ số là 108. Đúng không? Thì cái chỗ này ta tính là 3 bình phương đây là 9, 9, 3 là gì? Là 27, phải không ạ? Vậy thì chỗ này phải nhân với mấy đây? À, nhân với 4. 108 thì 27 nhân với 4 là 108. Có đúng không ạ? À, đúng chưa? Đấy. Vậy thì cái 108 x thì bình phương y, bây giờ tôi sẽ viết thành là trừ đi 3 nhân với 3 x thì bình phương nhân với 4y. Có phải không ạ? Vậy thì ta đã tìm được cái B là bao nhiêu đấy? À, B là 4y. Trừ đi 4y. 4y đi rồi thì cái chấm chấm này chúng ta chỉ việc viết tiếp lên thôi. Đây là cộng đúng không ạ? Bây giờ là 3 nhân với 3x thì nhân với 4y bình. Có phải không ạ? À, vân vân các công thức này. Và chỗ này chính là 4y tất cả mũ gì? Đúng không ạ? Nhá. Thì phần tiếp theo này các con tự trình bày cho con.